Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn tham khảo về các mẫu gầm cao sedan hiện đang có mặt tại Việt Nguyên Auto. Địa chỉ đơn vị là số 57-59-61 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục của chiếc xe, không đâm va, không gặp nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Mở đầu đây thì em sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn có thể tham khảo thông tin về chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản máy 1.6 sản xuất năm 2022. Với mức giá của chiếc xe này hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn là 535 triệu. Nhưng anh chị và các bạn đến ngay hôm nay em sẽ giảm còn 530 triệu cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe này. Hay sang kế bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai chiếc Kia Sorento phiên bản máy dầu Luxury sản xuất năm 2022, lăn bánh quãng đường là 35.000 km và hiện tại đang được đơn vị chào bán anh chị và các bạn với mức giá 895 triệu. Giá em còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe này thì các bác có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Hay sang bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo qua về một chiếc xe gầm cao 7 chỗ mà tính năng an toàn nó trang bị rất nhiều như là phanh khoảng cách, duy trì làn đường, giới hạn tốc độ, đèn full LED. Với mức giá bán của chiếc xe thì hiện tại em đang chào bán chiếc Honda PRV 1.5 nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất năm 2023 với mức giá là 635 triệu. Giá em còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe các bác có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi thông tin cụ thể cho các bác. Và đi vào sâu trong cửa hàng thì em sẽ giới thiệu qua cho anh chị và các bạn thêm một số mẫu xe khác như là một chiếc Toyota Prius phiên bản E số tự động sản xuất là năm 2018 với mức giá là 365 triệu, giá còn giảm. Nội ngoại thất là màu bạc, nội thất kế ra là màu kem. Xe thì cũng có sơn tỉa rất nhiều chỗ ở bên ngoài. Đấy là những cái cơ bản thì cũng đều luôn. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp để có thể gửi thông tin cụ thể. Bên dưới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc xe Ford Focus. Với chiếc Ford Focus này thì là kiểu dáng hatchback với ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Một chiếc xe của thương hiệu Mỹ với đầy đủ những các chức năng, công năng vận hành tiện nghi, rất đáng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Chi tiết cụ thể thông tin về chiếc xe thì các bác có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cho các bác về chiếc xe Ford Focus này. Một chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm với cái tầm giá cực kỳ hợp lý. Hay bên trên đây thì em đang có cho anh chị và các bạn chiếc Peugeot 3008 phiên bản này là với chiếc 308 phiên bản Allure sản xuất 2018 sẽ có ngoại thất màu trắng. Với bản Allure thì hiện tại những cái đời năm 2018 là phiên bản cao cấp nhất, mới đây thì nó sẽ có thêm bản GT là phiên bản cao cấp. Chiếc xe hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn chỉ có mức giá là 645 triệu, giá cũng còn giảm. Ngoài ra thì em đang có một chiếc Peugeot 308 phiên bản Allure có ngoại thất là màu cam, sản xuất năm 2022, mức giá là 835 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cùng tiến lên trên đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo qua về một chiếc Kia K3 với ngoại thất là màu đỏ bản 1.6 Pre sản xuất năm 2022. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ chỉ còn 585 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Chi tiết video cụ thể về chiếc xe thì các bác có thể trao đổi em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết về chiếc xe để các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Hay sang bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo về chiếc xe Mazda 3 phiên bản Deluxe sản xuất năm 2021, đăng ký 2022. Ngoại thất trắng, nội thất đen, với mức giá bán của chiếc xe bây giờ nó rất là vừa tầm tiền. 525 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Có hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Đời thấp hơn thì em đang có một chiếc 2016 với mức giá là 395 triệu, xe cũng là màu trắng, nội thất đen. Cùng sang một chiếc xe VIP dành cho gia đình hay là công việc. Với chiếc xe này là có một điểm rất hay, đó là xe sử dụng động cơ máy xăng, máy 3.3 V6 cho cái khả năng vận hành của chiếc xe rất tuyệt vời, từ đạp ga, tăng tốc. Đến nội thất bên trong của chiếc xe thì được ba chủ ba ghế nâng cấp lên cái hàng ghế sau với hệ thống ghế massage cũng như là làm mát ghế, sấy ghế, chỉnh điện.
và cái mức giá của chiếc xe Kia Sedona máy xăng 3.3 sản xuất năm 2021 hiện tại đang chào bán 875 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Bên ngoài đây thì em đang còn một chiếc xe cuối cùng, đó là một chiếc Ford Ranger Wildtrak với ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen với những chi tiết viền cam. Máy 2.0 sản xuất là năm 2020, nhập khẩu với chiếc Thái Lan. Mức giá là 615 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và vừa rồi thì em đã cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn tham khảo qua về các chiếc xe tầm cao sedan đang có mặt tại Viễn Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 57-5961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, sẽ được cam kết đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản cho anh chị và các bạn có thể yên tâm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.